Rất nhiều người than phiền bị đau nhức hốc mắt. Đây không chỉ đơn giản là dấu hiệu bị mỏi mắt mà nhiều khi còn là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm. Vì vậy, khi có bất cứ triệu chứng đau nhức hốc mắt, cần đi khám ngay để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời. Hốc mắt có cấu tạo là một hốc xương hình tháp, đỉnh hướng về phía sau, đáy mở rộng ra phía trước do xương sọ và các xương mặt cấu tạo nên. Tổ chức hốc mắt bao gồm bao tenon bọc quanh nhãn cầu từ vùng rìa rác mạc tới thị thần kinh các cơ vận nhãn gồm 4 cơ thẳng và hai cơ chéo hệ thống tĩnh mạch hốc mắt hệ thống bạch huyết đó là những yếu tố giữ cho nhãn cầu đứng ở một vị trí nhất định trong hốc mắt khi có biến đổi do bệnh đau hốc mắt đau dây thần kinh hốc mắt nhức hốc mắt đau đầu gây ra thì người bệnh dễ dàng nhận biết khi bị đau hốc mắt người bệnh có thể gặp các triệu chứng mí mắt sưng cảm giác mắt lồi ra, có thể bị song thị, đôi khi gây ra đau và thị lực giảm sút. Dấu hiệu đau hốc mắt dễ nhận biết nhất là lồi mắt và hạn chế vận nhãn. Đau nhức hốc mắt không chỉ báo hiệu các bệnh về mắt mà còn có khả năng liên quan đến các bộ phận khác của cơ thể như tai, mũi, họng, cao huyết áp, tiểu đường, nội thần kinh. Vì thế, khi bị đau nhức hốc mắt, cần đến ngay các bệnh viện mắt chuyên khoa để được khám và chẩn đoán bệnh. Đau nhức hốc mắt không đơn thuần là hiện tượng mỏi mắt mà nó còn báo hiệu các bệnh nguy hiểm khác như viêm hốc mắt, chủ yếu xuất phát từ vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng dẫn đến viêm tổ chức hốc mắt, viêm tổ chức vách ngăn, viêm xoang sàng, đau hốc mắt do viêm thường để lại biến chứng như đau nhức, lồi mắt, liệt vận nhãn, giảm thị lực và phù nề kết mạc đau nhức mắt rất có thể hốc mắt đã hình thành khối u vì thế người bệnh cần nhanh chóng đi khám để xác định u lành tính hay u ác tính đa số u hốc mắt phát triển trong các tổ chức mô mềm từ từ và trong thời gian dài u lành thường ít đau nhức khó phát hiện nhưng người bệnh không nên chủ quan mà cần điều trị theo dõi nếu mới bị đau nhức hốc mắt nhẹ có thể áp dụng các cách giảm đau hốc mắt tại nhà như cần cho mắt nghỉ ngơi sau một ngày làm việc nhất là những người ngồi lâu trước máy tính, uống thuốc và nhỏ thuốc chống nhức mắt, tránh nhìn thẳng vào ánh mặt trời, nên đeo kính dâm khi đi ra ngoài trời, đắp gạc lạnh lên mắt để làm dịu, giảm mỏi và đau nhức mắt. Có thể massage mắt nhẹ nhàng để máu được lưu thông giảm triệu chứng nhức mỏi. Nếu đã thực hiện những điều trên mà các triệu chứng đau nhức hốc mắt không thuyên giảm, cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa mắt để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.